Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua, mùng 8 tháng 7 năm 2023, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49 mét, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết, hôm qua, mùng 8 tháng 7 năm 2023, sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian 1 tiếng, 16 phút và 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng điều trị cho hơn 600.000 người mắc chủng COVID-19. Ở khu vực này khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy toán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới Lào-Campuchia, trong đó có cả Việt Nam. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao nay lại càng cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong nước lên tới 7 mét, có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn lại cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và nổi tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của đất trời và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại để bây giờ bị quả báo ập đến, không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập chứ có đến 10 ông Tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận, và hình như ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính Trung Quốc đã đem quân đi gây gổ với tất cả các nước láng giềng xung quanh, nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên, trời đất sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới, nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, hôm qua vào lúc 19h30 phút ngày 8 tháng 7 năm 2023, trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính phủ của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là một con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 4 năm tính từ ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay thành phố đã biến thành một thành phố không bóng người, và bây giờ nó lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng, hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua, truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội Bắc Kinh vẫn đang ùn ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai tuyến chiến để tăng cường lực lượng quân sự, thụy uy dương oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa tiến ra sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận, múa võ dương oai, ngoài mục đích để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to gió lớn, bão tố mịt mù nhưng chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng, họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng
người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc, ông Tập vẫn chưa thấy sợ sự trừng phạt của thiên nhiên, hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết, chắc chắn bây giờ chỉ có một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào, đó là đập vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Bởi vì chỉ khi con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và khi đó cái chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hôm qua nước lũ đã xuyên qua tầng 3 của các nhà dân ở thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy toán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy về các miền quê hoặc vượt biên sang các nước lân cận. Người giàu thì họ bay sang nước ngoài. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân Trung Quốc lao đao không biết đi đâu về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực phía nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà Hồng Thủy số 1 trên sông Trường Giang, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp ngày hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao, lên tới 53.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang sắp chỉ là 31,6 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, mùng 7 tháng 7 năm 2023, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra. Nghĩa là bây giờ ba cửa xả của con đập này đang hoạt động hết công suất ngày đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù ba cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra ở hầu hết toàn bộ 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng hôm qua, đã đưa tin mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, tức là mức báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt quá mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến các địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này. Mực nước vượt mức báo động đỏ nhiều hơn hàng năm, lên tới 400%, một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ. Trong đó, các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%, 293 con sông khác đang có cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm vừa qua. Nước lũ chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn từ 90 đến 150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết, thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc. Một hiện tượng lạ và hiếm gặp 1.000 năm mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục. Và đây chính là một điểm báo rất xấu cho phía Trung Quốc trong năm 2023. Tờ báo của quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua khi khu vực này đang trải qua một mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xã đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nóng nóng và ẩm ướt rất nặng nề. Lớp bão tuyết này dày khoảng 30-60cm, đặc biệt có những nơi dày lên 100cm.
Thảo Nguyên nằm ở khu vực độ cao 2.400m so với mực nước biển. Dù thảo nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè vào những năm trước, tuy nhiên, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết với cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên, nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục diễn ra tại 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân đã quá chống chọi và kiệt sức nên bây giờ, nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình lũ lụt, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần, đại họa đến từ phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin kế tiếp. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.